kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. thì hôm nay mình lên một cái video để mình chia sẻ cho những bạn mới, những bạn nào mà có niềm đam mê độ chế nhé. chúng ta chế cháu những thứ lẹt vẹt trong nhà. ví dụ như là cái đèn năng lượng mặt trời như thế này các bạn nhé. thì mình chia sẻ cái video hôm nay chỉ toàn là lý thuyết thôi các bạn nhé. nhằm mục đích ấy thì các bạn có thể hiểu rõ hơn cái nguyên lý hoạt động của nó nhé. để cho các bạn chế chấu sau cho nó tiết kiệm, an toàn và hiệu quả nhất nhở bạn. Tại vì á, là hôm qua mình có làm một cái video mình chế cái đèn năng lượng mặt trời này nhé và mình tua cũng hơi nhanh nên một số bọn á, là vẫn không có nắm rõ cái cách mình làm. Tại vì á, là mình sử dụng một cái mặt điều khiển trên này này nó rất là khó sử dụng các bạn nhé. À, với lại là mấy cái video mà mình cũng review qua mấy cái mặt đó rồi ấy, thì mình cũng tua nhanh đấy nên khiến cho một số bọn vẫn cũng khó hình dung nhé thì bây giờ mình sẽ chia sẻ là nói chung rằng là full luôn nhé thì uh, thật thực chất chúng ta chế tạo một cái đèn năng lượng mặt trời rất là dễ nhớ các bạn thì nó chỉ bao gồm cái mạch đèn led đấy rồi uh, pin và cái tấm pin năng lượng mặt trời thôi nhé nó chỉ gồm bốn món như thế thôi thì uh, ở trên đây nhé là mình có cái mạch năng lượng mặt trời với điện áp là 3,7V các bạn nhé. Đây là cái bạn đấy này đây là điểm sinh cận các bạn nhé nó sẽ được sọt qua con diode như thế này nó sọt trực tiếp cho khối pin luôn tương tự cái mặt thứ hai nhé cũng như thế đấy điểm sinh cận này đi vào trực tiếp cho pin này nó chống nó qua một diode chống ngược cực nhé con diode này là nó có chức năng là chỉ cho cái dàn điện một chiều từ cái tấm pin năng lượng mặt trời đi xuống khối pin của chúng ta thôi tránh trường hợp ấy là nó sẽ bị đỏ mạch khi mà cái viên pin của chúng ta nó xả ngược lên là cái tấm năng lượng mặt trời các bạn nhé đấy thì nó sẽ khiến cho cái tấm pin của chúng ta nó bị cháy, nó bị hẳn đó là cái, cái, cái cách người ta chế tạo như thế còn cái đèn, cái mạch năng lượng mặt trời bên trong này này nó cũng tương tự các bạn nhé là mình cũng có một cái video mình test, review cho các bạn xem rồi ấy. nên là mình bước tua nhanh như thế nhé thì nó cũng tương tự và cái điện ốc sọc đài ấy thì nó bàn với cái điện óc của cái tấm pin đen lại mặt trời sọt vào à, thế thì nó sọt trực tiếp như thế thì nó có ảnh hưởng gì cho đến tuổi thọ của khối pin của chúng ta hay không các bạn nhé đấy thì um, các bạn hình dung nó giống như cái mạch cái sọt của vật mũi vậy thôi nhé khi mà cái mạch vật mũi của, của chúng ta nó nén ra cái điện áp DC ấy, thì nó lên tới tận 310 v DC các bạn nhé đấy nó nộp cho cái ác quy của chúng ta chỉ khoảng là sắp xỉ 5V thôi nhé 5 v cho ắc quy thôi nhưng mà chúng ta canh cái thời gian chúng ta rút ắc quy ra nếu mà chúng ta để cắm quá lâu á, thì cái điện ốp này nó sẽ nọt đủ cho ắc quy nhé khiến cho ắc quy nó hẳn mà nó hẳn thì chỉ cần 6 cho đến 7 v thôi các bạn nhé ắc quy nó hẳn rồi đấy nó không có lên được cái mức như thế này như thế là chúng ta thất bể các bạn nhé đấy nhưng mà với cái điện ốp dc như thế này người ta thiết kế là với một cái dàn nọp cực kỳ là thấp nó sẽ kéo về cái thời gian nọp ra đấy là cái bọn chúng ta có thể chúng ta rút ra đúng rồi thì ác quy của chúng ta nó đâu có lên cái mức điện ốp là 6 7V nữa các bạn. Nó vẫn quanh quẩn từ 4V cho đến 5V thôi đấy. Thì như thế là ác quy của chúng ta vẫn bằng nhá. Chúng ta sử dụng vẫn ok. Thì quay lại với cái bài toán là pin của cái đèn này lượng mặt trời nhé. Thì ví dụ như là chúng ta dùng hệ pin là 3,7V đúng rồi. Thế thì chúng ta dùng một cái tấm năng lượng mặt trời với cái mức điện áp sọt cho nó là rơi vào khoảng là 7,2V các bạn nhé. Nó nộp cho khối pin này trực tiếp luôn. Đấy. Thế thì nó nộp từ lúc mấy giờ các bạn? Từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối đúng không? Đấy. Thì uh, nếu mà cái công suất của cái tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta nó quá lớn á. Thì nó nộp cho khối pin của chúng ta. Nó sẽ thừa ra điện áp bạn nhé. Đấy nó thừa ra nó sẽ khiến cho cái khối pin của chúng ta nó lăn đến cái mức điện áp là 7,2V 30, như thế này này. nhưng mà trường hợp thứ hai nhé là cái tấm này của chúng ta chúng ta canh công suất của nó là khoảng là ví dụ như là nam quá đi nhé nam quá còn cái pin của chúng ta là có cái, dung lượng là khoảng là 30.000 nhé là 30 AH đấy thì các bạn hình dung như thế này cái tấm năng lượng mặt trời của chúng ta dù chúng ta nộp với mức điện ốc là 7,2V nhưng mà chúng ta nộp trăng cái khoảng thời gian là 12 tiếng này nhé thì nó sẽ không bao giờ nó đầy được cái cái, cái khối pin của chúng ta nhé thì nó chỉ ra vào khoảng cái mức điện ốp là mấy cái khoảng là tới 3,9V thôi là nó hết cỡ rồi nhé ví dụ như thế thế thì 3,9V này là khối pin của chúng ta vẫn an toàn và tối đó thì chúng ta lại uh, sử dụng và nó là xả xuống một cái mức điện ốp khá là thấp các bạn nhé ví dụ như tới khoảng là hơi giờ sáng đi thì nó chỉ khoảng là hơi phải tóm vô. ví dụ như thế nhé thì hơi phải tóm vô này theo lý thuyết ấy, thì cái đèn led của chúng ta nó vẫn sáng nhưng mà sáng mờ nhé sáng mờ như thế thì nó sẽ có một cái dàn điện cực kỳ thấp các bạn nhé cực kỳ bé luôn nó chỉ khoảng là không phải mấy ampe thôi nhé là nó tụt ốp xuống cực kỳ chậm nhưng mà nó sáng mờ đấy còn với mức điện áp là 3,9V như này hoặc là 4,2V thì nó sẽ sáng gọi là mát công suất ví dụ như là cái tấm led của chúng ta nhé là bình thường của nó sẽ sáng là 5 w đúng không nhưng mà nó sáng ở mức điện áp là 3,9V thì nó có thể lên đến 15 w các bạn nhé đấy tại vì mình có con mình có video mình test cho bạn xem rồi đấy điện áp cận cầu thì cái led nó sáng còn mạnh và nó sẽ có một cái dàn điện lớn ý, thì nó sẽ còn nhanh hết pin thôi nhé đấy thì um, Chính vì thế chúng ta sẽ không cần cái mạch bảo vệ cho cái khối pin luôn các bạn nhé. Đó là một cái cách mà những nhà phát triển năng lượng mặt trời của Trung Quốc đấy người ta tận dụng cái cách này để người ta sọt ra khối pin năng lượng mặt trời nhé. Buộc là cái vận đấy này. một một là cái vận tính sâu cái công suất của đèn led của chúng ta là nó luôn luôn bé hơn cái công suất của khối pin các bạn nhé hoặc là công suất của led này nó sáng này nếu cái trường hợp thứ hai nó xảy ra là cái khối pin này của chúng ta nhé là nó xả máy cái về khoảng là 3,3 v nhé là sáng rồi sáng rồi thì nó là tiếp tục nọ vô nhé tại vì công suất led của chúng của chúng ta nó quá yếu các bạn nhé đấy thì vô tình tiếp tục là nọ nọp như thế thì mỗi ngày nó cứ đông lên khoảng là không phải mấy vô nó thì nó cứ đông lên sẽ khiến cho cái viên pin của chúng ta nhé đấy một cái thời điểm nào đó nó sẽ bị hãng tại vì nó bị quá ốp rồi nhé thì quanh uh, quẩn qua ba công thức này thứ nhất là chúng ta canh công suất của led chúng ta sáng là bao nhiêu volt nhé và bao nhiêu watt rồi công suất sọt của cái tấm năng lượng mặt trời này là bao nhiêu watt và chúng ta sẽ chia ra để chúng ta tính ra được cái dung lượng khối pin nhé đấy thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được trang cái quá trình chúng ta làm cái mặt nhé đỡ tốn tiền chúng ta mua thêm cái mặt nữa thì uh, chính vì thế thì những nhà phát triển á, thì người ta sẽ sử dụng cái loại biên xét nhé biên mà bọt 6 vô các bạn nhé có nghĩa rằng á, là cái pin này chúng ta nộp á, thì cái dung lượng nó lớn nhưng mà chúng ta nộp mở mở nó sẽ không có đầy và khi mà 3,6 v này nếu mà nó đầy á, thì cái đèn led của chúng ta nó sẽ sáng uh, máy chỉ khoảng là 60 phần trăm các bạn nhé chính vì thế là cái dàn điện của nó khá là bé chỉ mất trung bình thôi Đấy, sẽ, nó sẽ kéo về cái thời gian sử dụng cái đèn led của chúng ta ra nó có thể thay vì uh, sử dụng 4 tiếng đúng không thì chúng lúc này nha chúng ta có thể sử dụng đến khoảng là 8 tiếng vẫn nhé đấy nó xóng tới xóng luôn nó vẫn không hết nhược điểm của nó thì nó sẽ xóng ban đầu nó sẽ không có được mạnh nhưng mà ưu điểm của nó là nó sẽ xóng lao nhé còn cái bo phải 7V này thì nó lên 4 thì nó sẽ xóng ban đầu rất là mạnh nhưng mà nó tụt ốp nhanh nhé đấy thì cái này là về cái vấn đề pin nhé cho các bạn uh, nắm rõ hơn về cái phương pháp uh, sọt của nó uh, tiếp theo nhé mình uh, sẽ chia sẻ về cái mạch hôm qua của mình thì uh, hôm qua nhé bọn nào mà xem cái video này thì uh, các bạn mới uh, thấy rằng mà nó có một số đoạn á, là mình bảo rằng là mình phải thêm diode cho cái con led cái tấm năng lượng mặt trời kia nhé tại vì sao à như hồi nãy mình nói cho các bạn ấy là lúc mà mình làm á là mình tính toán cái độ sống mạnh nhất của cái đèn này khi mà có đi đi đó ai đó người ta đi ngon qua đúng rồi thì nó sống khoảng là nam w các bạn nhé đấy thì nó sống nam quá như thế này thì khối pin của mình nó sẽ bị hết điện óp trong một đêm luôn thì ban ngày thì cái tấm năng lượng mặt trời nó sẽ sọt đài lại cho cái khối pin nhé nhưng mà tiếp theo á, là nó sẽ có một cái nhược điểm này là cái đèn của mình đó là nó có cái chế độ cảm biến chuyển động miễn là đi qua nó mới sáng 5 w còn không không có đi qua thì nó sẽ sáng mờ mà mà ở bằng nhé chính vì thế nó chỉ khoảng được khoảng là một phải nó sắp xỉ khoảng hai quá thôi đấy thì à, nó sẽ dư ra điện áp của khối pin của mình nhé nó dư ra điện áp của khối pin của mình thì à, còn ngày thì cái khối pin của mình nó sẽ bị quá đi cái điện áp tại vì á, là mình sẽ mát là nối tiếp hai cái tấm pin năng lượng mặt trời này với nhau bọn nhé các bạn nhé theo cái tấm pin năng lượng mặt trời này với mức điện áp là 3,2V một tấm thì hơi tấm của mình đó, thì nó sẽ sắp xỉ khoảng là 14,4V đó còn cái ba cái cái pin của mình đáng á, là đáng hiện 3 x đúng rồi thì nó mát công mát điện áp của nó là rơi vào khoảng là 12,6 đúng rồi đấy thì mình buộc là mình phải sử dụng thứ nhất là một con diode chống ngược cực như thế này là một nhé là chúng ta trừ ra được khoảng là 0 năm rồi này đấy thì buộc là mình phải trừ đi hai vôn đúng không thì mình phải mát thêm ba con diode nữa từ cái tấm pin năng lượng mặt trời này mình phải giảm thêm ba con diode nữa các bạn nhé diode đấy để sau á có nghĩa là mẻ mẻ cái tấm pin năng lượng mặt trời của mình đó, nó sẽ không bao giờ nó nộp đầy được cho cái cái pin pin của mình các bạn nhé đấy thì uh, mẻ mẻ là nó sẽ không bao giờ nó bị hãng pin thì uh, tại vì năng lượng mặt trời á là ngày nào các bạn cũng uh, sử dụng đúng rồi đấy ngày nén mạnh ấy, thì nó sẽ xóng mạnh tại vì nó nọc nhiều còn ngày mà trời mù á thì uh, chúng ta thấy nó nhanh hết pin thôi nhé thì uh, đó là một việc cái uh, tấm năng lượng mặt trời nhé thứ hai nữa rằng á, là cái mạch này của mình á là rất là khó sử dụng nên là mình không khuyến khích các bạn sử dụng nhé tại vì chúng ta sử dụng cái hệ pin mà một x như thế này này cái hệ mà hệ led một x thì nó sẽ dễ dàng hơn nhé các bạn chỉ cần đáo đấu led b cạnh b trừ và sinh cạnh sinh trừ thôi nhé như thế là sang rồi còn cái mặt kia thì nó sử dụng cái hệ pin là hơi x nhé hơi x nhưng mà nó rất là bị lỗi nếu mà các bạn xem cái video mình mà review cái mạch đó thì nó rất là lỗi các bạn nhé nên buộc là mình phải đầu tư thêm là một cái mạch uh, hạ ốp xuống từ 12,6V mình hạ xuống còn khoảng là 3,39V các bạn nhé để mình uh, duy trì cái hoạt động của cái mạch LED này nhé cái mạch điều khiển này thì uh, 3,39V này mình cạn thêm 1,5V nữa các bạn nhé tại vì á uh, cái cái module đó nó sẽ buộc nó phải lớn hơn 1,5V năm nhé nghĩa là 7,39 cái này chúng ta cặn cho 1,5 là tương đương với khi mà cái mức điện ốp của cái khối pin của mình nó mà tụt xuống cả khoảng là gần 9V đấy đúng rồi tóm à 9V thì nó sẽ ngát các bạn nhé thì đó là một cái hay của cái module nước module đó thôi <laughs> ờ, thật ra nhé tại vì mình tiết kiệm cái module đó thôi nhé các bạn nhé này là mình mới tốn tiền thêm một cái mạch hợp nữa. Đấy. Chưa theo mình đó thì không nên sử dụng cái mặt như thế này. Nó không hiệu quả các bạn nhé, không hiệu quả về mặt kinh tế và thế hệ nữa rằng nó khó dùng ấy. Nên là mình không khuyến khích các bạn sử dụng thôi. Các bạn nên sử dụng những cái mạch như thế này này. Thì nó sẽ ok hơn. Còn nếu mà các bạn sử dụng hệ pin mà 3,7V nó ban đầu nó sống mạnh quá mà các bạn muốn nó sống mà mờ ban đầu thôi để chúng ta kéo giờ có đêm ấy thì cái đầu ra của cái, cái tấm led đi các bạn đấu thêm một con diode nhé chúng ta giảm cái điện áp qua led ấy thì nó sẽ uh, kéo giờ cái thời gian sử dụng tại vì cái Ampere nó thấp các bạn nhé đấy thì uh, còn gì nữa nhỉ thì uh, <laughs> cái số nhân led này này thì cái bọn mét sang sang còn nhiều đúng không thì cái dàn điện nó sẽ cạn dòng lại với nhau thì ví dụ như cái bọn chỉ mét một cái led thôi nhé thì nó sẽ xóm với công suất rất thấp bọn nhé nên cái bọn lựa cái tấm đèn led này mà nó còn to còn nhiều nhân ấy thì nó an vàng còn lớn bọn nhé nên á là mấy cái tấm năng lượng mặt trời mà nó to á mà người ta bổ rằng là công suất của nó lên đến 300 w nhé trên thực tế các bạn nhé nếu mà cái tấm đó có bọn ép công suất đủ thì nó sẽ lan đến đúng đủ bo trong quát nhé đấy nói thật với bạn luôn là nếu mà chúng ta có tổng nhiệt tốt và chúng ta cung cấp với một cái điện ốp là hai v nhé cái dàn không đổi thì nó sẽ lan đến 300W hoặc là 400W là chuyện bình thường tại vì nó có rất là nhiều nhân led luôn nhé nhưng mà cái đèn năng nửa mặt trời các bạn biết rồi như hồi nãy mình nói đó là người ta chỉ sử dụng cái mức điện ốp pin sát là 3,6V thôi nhé thì 3,6V này thì nó xoắn rất là yếu nó sẽ không bao giờ đọt được công suất như thế này mà nó chỉ sắp xỉ khoảng là 60 trăm hoặc là 30 phần trăm thôi nhé để nó duy trì cái thời gian chúng ta sử dụng nhé trên thực tế người ta ghi những cái bán đèn led mà các bạn mua ở ngoài thị trường đó, người ta ghi 100w 500w đấy 200w đó là là công suất thực của cái tấm led đó nhưng mà chúng ta sử dụng cho hệ năng lượng mặt trời thì nó sẽ không bao giờ đủ như thế đấy chứ không phải là người ta lừa các bạn các bạn nhé Um, có những cái bịp thì người ta ghi là một ngàn quát hoặc là sau đó nó số rất là cao thì cái đó thì chấp nhận là người ta ghi ổ để người ta đánh lừa các bạn thôi nhé cái đó là cái tên của cái tấm cái đèn đó thì um, mình chia sẻ một cái video cũng khá là nhanh các bạn nhé nói chung rằng độ chế năng lượng mặt trời cực kỳ dễ luôn uh, quan trọng nhất là các bạn phải test thử rằng là công suất của cái tấm led của bạn là bao nhiêu đó nó duy trì liên tục là như thế là bao nhiêu rồi các bạn uh, lựa chọn cái tấm năng lượng mặt trời ok nhé. Còn nếu mà các bạn mà uh, lựa chọn cái tấm năng lượng mặt trời nó mà có điện áp bả phí heo v như thế này mà các bạn nộp cho cái viên pin heo v đấy thì buộc các bạn phải sử dụng cái, cái, cái dung lượng khối pin này nó phải lớn lên các bạn nhé. Để mẻ mẻ chúng ta nộp sẽ không bao giờ đầy cho những viên này chứ không rằng là nó sẽ rất là dễ hẳn viên pin nhé ví dụ như các bạn lấy cái tấm năng lượng mặt trời khoảng là 100 w mà các bạn nộp cho cái khối pin hai v như này là chắc chắn rằng một hai hôm là cái viên pin của mình nó bị đứt liền các bạn nhé đấy thì nói chung đây là một cái video mình chia sẻ bổ sung cho mọi người về cái vấn đề chúng ta chế chấu đèn năng lượng mặt trời nhé thì các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like một subscribe hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé bye bye